Vừa xong này, đang đi con gọi nghiệm thu đó, mình giới thiệu với khách hàng ha, mình giới thiệu cửa hai cánh đây, cấu tạo của cửa hai cánh, cửa hai cánh cấu tạo gồm có tấm panel này là panel EBS dày 5 phân và phụ kiện để làm cái cửa, gồm có đốt cửa này, cây đốt cửa này, khung bao kính này, cửa này có ô kính quan sát và khóa. Khóa thì có hai loại khóa, khóa tay nắm và khóa tay gà. Nhưng đây quý khách mình chọn khóa tay gà, thẩm mỹ nó đẹp hơn, cũng chắc chắn hơn, thì giá nó cũng cao hơn là khóa tay nắm. Bảng lề cửa này có ba cái bảng lề, bảng lề này bảng lề inox tự nâng. Khi mình mở cửa thì mình nâng cánh cửa lên một chút. Cửa thì gồm có hai cái chốt âm và cửa ba neo cũng chắc chắn lắm luôn các anh. Cửa rất là chắc chắn, rất là đẹp. Thẩm mỹ cửa này rất nhiệt. Và quý khách hàng có thể mua bộ cửa như thế này, công ty Thịnh Phát sản xuất và ra cho khách, hoặc quý khách có thể mua phụ kiện rồi, mua cây đốt cửa, mua bản lề, mua khóa tay gạt, mua tấm panel, mua tất cả thì nhà cũng chất lượng. Hẹn gặp lại lần sau, cho mình một like nhé. Cảm ơn quý khách hàng đã theo dõi. Bye.